Rồi, hello cô chú anh chị, hello cả nhà. Bữa nay là ngày 18 tháng 4 nha. Đại bộ phòng trên 2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó thì trước mắt cô chú anh chị đây, bữa nay là em lên cho cô chú anh chị một con cái bơm bay lùng hay cái xiên đó. Kiểu độc nhất như vậy ha, bò đầu dữ dội luôn. Ha, đó thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mua bò này cứ liên hệ ha. Giờ theo dõi. Số điện thoại của trại là 0378709707 nha. Zalo của em thôi nha cả nhà. Địa chỉ của trại là xã Thái Thạnh, huyện Bình Đi, tỉnh Bến Tre ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cứ lên theo dõi nha. Và một con đực Rachman nha cô chú anh chị. Sườn cối. Bò này em có lên bán rồi nè, nhưng mà tại vì bò này vì lý do kỹ thuật nha cô chú anh chị là đợi ghép xe hơi lâu. Đợi ghép xe hơi cả tuần lễ á, nhưng mà tại vì là em lạc mất cái số điện thoại của anh mua đi. Tới chừng ngày mà ghép xe có xe ghép á thì cái số điện thoại em lục không có, mà anh cũng không có gọi em nữa, thành ra bò này là mất riêng rồi cô chú anh chị nha. Đó thì anh chị nào có quan tâm thì cứ liên hệ em ha. Đó, hàng bò này thì mẫu kiểu này thì thôi hết thuốc. Đó. Còn đúng đời nha cô chú anh chị. Đó thì cái con bò lớn này, con bò cái này thì là em đo chiều cao là 1m4 bò nha cả nhà. Ha. Và con đực Rachman này. Con đực này là em đo chiều cao là 1m24-25 nha cô chú anh chị. Đó. Anh chị em có quan tâm cứ liên hệ ha. Đó. Nhưng mà bò này là nó đã bị viêm da nổi cục nha. Nó bị nhưng mà nó hết rồi nha cô chú. Đó, nó hết rồi. Nó làm lông rồi thấy không? Đó. Thì giá của cả cũng cực kiều thương luôn. Thấy anh chị nào quan tâm mua cứ liên hệ ha. Bò này bữa hổm em bán cho ảnh là 17.500.000 thì bữa nay bán giá như cô chú anh chị. Bán mắc duyên ha, thì bán cho một cô chú anh chị là 17 triệu ha. Đó. Thì cả nhà có nhu cầu mua cứ theo dõi và liên hệ ha. Rồi còn phần con bò cái này, thì con bò cái này thì theo mà em biết bò thì đẹp khỏi chơi ha, nói chung là nó đẹp quyền bò hết rồi cô chú anh chị. Nhưng mà là có cái là nó chưa có đỡ nữa. Chủ nhà gieo tinh mới có một tháng 25 ngày thôi chứ cũng chưa được 2 tháng nữa. Đó thì anh chị nào có quan tâm mua cái liên hệ hàng giá thì nói chung là bò em chưa có bao chữa được nha cô chú anh chị. Cái nhưng mà có cái thấy cái tương lai cao lắm, cái hoa nó queo à. Đó. Quay nhà hơi chói mặt trời thì nó hơi chán nha cả nhà thông cảm nha. Đó, bởi vì nay bò đực hơi đông thì anh chị nào có nhu cầu mua được kem pháp 3B với pháp với 3B á, anh chị cứ liên hệ trực tiếp xuống trực tiếp tại nha. Đó, trại bữa nay thì đó. Rồi hẹn tại lại vấn đề nha. Rồi bây giờ bò này á thì nói chung là em không có bao chữa nha cô chú chị, cấy 1 tháng 25 ngày. Chắc cũng trầm trầm nha, thì cái giá nó cũng lửng lửng thôi, giá nói chung bán như giá thịt đi. Đó thì anh chị có quan tâm cứ liên hệ theo dõi ha. Bò này 1m4 bò nha. Hết thuốc bò dữ lắm. Đó thì bò này bán giá công khai cho cô chú anh chị luôn, là báo giá công khai cho cả nhà luôn là 25 triệu nha. Đó. 25 triệu. Đó, anh chị nào có quan tâm cứ liên hệ nha. Đó. Rồi hen, để em quay chi tiết cụ thể cho con cho mình xem nha. Rồi, đầu tiên con bò được Rachman đi ha. Đầu thì đầu nụi nha. Sái tích thì ok, cái sái đà sái mặt nhưng mà sái lưng là sái chọc nha cả nhà. Đó, sái chọc nha. Đó, gu thì bạc ha, nhưng mà viêm da hết nè. Đó, nó lành rồi, cô cả nhà đang la lông thấy không? Đó ha, chân ngắn ngón nè. Ngón trước ngón sau thì ok ha. Súng đạn láp dài luôn. Đó, xương cối nha. Đặc biệt bộ này xương cối á, xin qua con, đi. Đó, đầu cổ khéo lắm cả nhà. Đầu cổ miệng mặt hồ thêm cái trong hay sao á. Gu thì bạc nha. Đó, chân cẳng móng nè, ok không? Súng đạn nè, rất là ngon nha cả nhà, móng thì sò hết à. Xương thì lớn nhưng mà bò này tại mắt duyên. Bữa đó là tới chừng ngày giao thì nói chung em lên cái clip này. Nếu mà anh có theo dõi á, anh có thấy lại thì có gì ví dụ như anh có ấy thì anh gọi lại giùm em ha. Đó, bán rồi nhau nhưng mà có cái tại vì anh không có cọc, thành lỡ nói thiệt. Phải chỉ có cọc á, em nhắn tin chứ qua thì cái số điện thoại em sẽ còn trong tin nhắn. Còn này anh không có cọc thành la thì bó tay. Đó, đây, rồi con cái thứ hai nha cả nhà. Đó, quên xin lỗi cả nhà nữa. Thì đối với những con bò như thế này, em đã bên trại đã chích ngừa là lông mầm nó móng trụ trùng cho mình rồi. Hay còn cái viêm da nó cục nó hết, nó đã có đề kháng vaccine rồi nha cả nhà.
đó, cả nhà an tâm về phần đó nha. Đó, đứng xéo mặt thời hơi chối đó hen. Rồi hen, thì bò giá cả báo cơ quý anh chị rồi hen, mình theo dõi ưng ý mua nha. Rồi có một cái thứ hai nha, đó đó sai đầu hen, thu thì bật luôn, em đứng không tới cái sái nó luôn cô chú chị. Đó sai lưng hen, sái tích thì em chỉnh đàng hoàng. Rồi đó, bò này thì đúng đời nó thiệt, bò này phải nói ngang đây mà kiếm được con bò này vất vả. Cản móng nè, cô chú anh chị thấy bộ móng cực kỳ không? Đó, bộ rúng nè. Đó, ai mà ai làm gì đâu mà giá cho. Đó bộ rúng nè, cô chú gì thấy không? Đẹp ha. Đó, chân cản móng trước móng sau nè, rất là ok nha. Đó, rúng thì cũng thường thường thôi, cũng cạn cạn thôi, nhưng mẫu kiểu độc, bộ móng rất là khéo. Nè, đuôi đít nè, đuôi chà bá lửa qua khu queo rồi, qua khu queo của chú chị nha. Cái lưng như cái sân bay luôn. Đi. Đó, đầu gỗ mặt mày bên đây nè. Bên đây em đứng quay nó hơi chối nha cả nhà. Đó, gu thì bật nha. Bò là không gì hết. Đó, chân cản móng nè, bộ móng thì ghê không? Phải nó không bò. Bộ vú nè, vú đẹp hết nha cả nhà. Đó, bộ móng. Đó, bộ móng hết thuốc cái bộ móng. Đó. Chút gì vậy? Nhìn chân cản móng mình nè. Đó. Thì nó đáng bò thì chưa lỗ chữa thành là em không có bao ở nhà được, nhưng mà bán báo giá cũng như đó, như cái sân bay, lưng như sân bay luôn. Đó thì nó đáng tiền nào của nấy nha cả nhà, thì chưa bao chữa nó sẽ có giá bao chưa bao chữa, còn nếu bò này rõ chữa bao thì cái giá nó sẽ khác nha cô chú anh chị. Đó thì anh chị này có nhu cầu quan tâm hen thì liên hệ alo em đang có chuyến đi Vũng Tàu nha cả nhà, Vũng Tàu với An Giang, Cần Thơ. Đó thì quý cô chú anh chị nào có quan tâm thì cứ liên hệ hen. Em nhắc lại một lần nữa là số điện thoại là 0378 709 707 nha. Địa chỉ của tại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cô chú anh chị nào có thời gian tiện đường cứ ghé xem bò trực tiếp về chốt nha. Còn nếu anh chị nào không có tiện đường thì cứ việc chốt qua điện thoại, trại sẽ giao bò tới nhà cho mình nha. Đó, đây được rách man đây. Xem qua con đi. Đó, được rách man là xương sóc cũng to cũng lớn cả nhà, nhưng cái vì điểm nút nè, ông cũng giữ rồi. Xương sóc lớn lắm cả nhà, nhưng mà nó hết rồi, giờ nó có, nói chung là hết an toàn rồi ha. Nuôi bình thường ha. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp trại nha. Thì clip cũng dài là cô chú chị ha. Thì anh chị nào có quan tâm mua cứ liên hệ. Rồi tôi clip trại cảm ơn cô chú chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và tin tưởng của hội trại trong thời gian qua. Trại cảm ơn cô chú chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú chị clip ngày mới tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú chị nha.